Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cài đặt cái thời gian chạy máy sau một cái thời gian nhất định khi mà mình hoàn thành một việc gì đấy để bắt đầu chạy máy cho máy hoàn thành một chu trình. Chúng ta khởi động máy lên và chọn chu trình chúng ta cần, ví dụ như là nấu sữa đậu nành hoặc là cháo hoặc là súp. Thì chúng ta chọn chu trình cần cài đặt. Sau khi đã chọn chu trình thì chúng ta chọn là set time. Set time là trên đồng hồ ở phía dưới sẽ nhấp nháy. Bên trái là hiển thị giờ, bên phải là hiển thị phút. Ở đây thì chúng ta đang nhấp nháy ở cái thời gian là 10 phút. Sau 10 phút sẽ bắt đầu chạy. Mình thử với thời gian là 30 phút. Sau khi đã chọn xong thì các bạn bấm vào nút on off để hoàn thành. Sau cái thời gian là 30 phút này thì máy sẽ bắt đầu hoạt động để nấu sữa đậu nành. Thì đối với cái tính năng này cũng rất là tiện lợi cho những người mà cần phải hoàn thành cái công việc xay nấu đấy trong một cái thời gian nhất định. Mình sẽ tắt cái chức năng này đi để mình hướng dẫn thêm cho bạn chức năng khác. Đối với máy thì còn một cái tính năng nữa là khi chúng ta không dùng đến các cái chu trình cài đặt ở trên này thì chúng ta có cái nút pull pull để chúng ta có thể xay luôn mà không cần đến lựa chọn chu trình. Và khi chúng ta bấm và khi chúng ta nhả ra thì là máy sẽ ngừng hoạt động. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn bấm giữ chặt nút pull. Và mình thả ra thì máy sẽ ngừng hoạt động. Nó đối với cái tính năng này thì máy cũng giống như các cái máy xay sinh tố thông thường, máy sẽ hoạt động khi chúng ta bấm và ngừng hoạt động khi chúng ta nhả. Đối với các loại sữa hạt thì các bạn nên dùng cái lưới lọc này theo máy để chúng ta lọc, tránh những cái hạt lợn cợn mà vẫn còn ở trong trong sữa hạt. Đối với máy thì có phiếu bảo hành của hãng Lock and Lock kèm theo là 12 tháng. Đối với cái máy xay sữa hạt EZM 671 này, chúng ta có thể dùng được rất nhiều tính năng từ nấu súp, xay sinh tố, xay củ quả và rất nhiều các tính năng để chúng ta lựa chọn cài đặt sẵn mà rất tiện lợi. Máy được bảo hành 12 tháng chính hãng Lock and Lock. Chúc các bạn có một cái máy xay rất là tiện lợi ở trong bếp để sử dụng. Cảm ơn các bạn.